207 cuộc giao tranh trên 11 mặt trận, Nga bóp nghẹt Poros và Kurakhovi. Nga triển khai hàng loạt hệ thống phòng không tối tân ở Crimea. Ukraine tấn công sâu vào Nga, phương Tây sắp xé rào viện trợ. Ngoại trưởng Ukraine từ chức. Quay trở lại với các thông tin trên chiến trường, Thưa quý vị và các bạn, hơn một nửa trong số 207 cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và lực lượng Ukraine đã xảy ra trên các mặt trận Poros và Kurakhovy. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tính đến 8 giờ sáng nay, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên 11 mặt trận, dẫn tới 207 cuộc giao tranh. Hơn một nửa trong số này xảy ra trên mặt trận Poros và Kurakhovy. Cụ thể, trên mặt trận Kharkiv, lực lượng Nga tiến hành 4 hoạt động tấn công tại khu vực thị trấn Volchansk, trong khi đó, chín cuộc giao tranh xảy ra trên mặt trận Kupian. Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Berestovy, Semakhika, Sinkika, Lutskika và theo hướng Lozova. Trên mặt trận Liman, các binh sĩ Ukraine đã ngăn chặn 32 cuộc tấn công của lực lượng Nga. Quân đội Nga tập trung nỗ lực chính vào khu vực gần các khu định cư Nesky, Makika, Novosadovy, Drekika và Ruzelibika ở mặt trận Sever, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công gần các khu định cư Veno, Kamyski, Spiny, Ivado, Darika. Tại mặt trận Karamatok, các binh sĩ Ukraine đã ngăn chặn 8 nỗ lực tiến quân của Nga gần các khu định cư Chasipja, Kalichika và Andorika. Tình hình mặt trận này nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Ukraine. Lực lượng Nga với sự hỗ trợ của máy bay đã nhắm mục tiêu vào các khu vực gần các khu định cư Stupoki. Rihorika và Bilahora bằng bom dẫn đường và tên lửa phóng từ máy bay. Bên cạnh đó, lực lượng Nga cũng tìm cách tiến quân gần thị trấn Torres, thực hiện 7 cuộc tấn công bằng máy bay ném bom. Tổng cộng có 15 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận Torres. Lực lượng Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công gần các khu định cư New York, Nelipika, Kodiomika, Chabinika. Trên mặt trận Poros, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 61 cuộc tấn công của lực lượng Nga, lực lượng của Moscow tập trung nỗ lực chính vào khu vực gần các khu định cư Novorodika, Rodika và Mikhailika. Họ cũng tấn công khu định cư Oleksandropin hai lần bằng tên lửa phóng từ máy bay và tấn công Selidovi và Minorat bằng bom dẫn đường. Tại mặt trận Kurakovi, lực lượng Ukraine đang cầm chân lực lượng Nga gần các khu định cư Halysynika, Ukrans, Jelani, Krasnohorika, Heorika và Konstantinika lực lượng của Moscow đã cố gắng đột phá các tuyến phòng thủ của Ukraine tổng cộng đến 50 lần. Ở mặt trận Dramika, lực lượng Nga đã tiến hành 10 nỗ lực tấn công nhằm giành quyền kiểm soát các vị trí của Ukraine gần các khu định cư Vodiani, Konstantinika và Voleda. Trên mặt trận Orykhovy, các đơn vị Nga đã thực hiện 6 nỗ lực tiến công gần các khu định cư Novandrika, Robotini và Malatomaka. Lực lượng Nga hoạt động tích cực hơn trên mặt trận Briniprosky đồng thời sử dụng máy bay để tấn công các khu định cư Mykolaika, Tomarini, Berislav, Tiahinsi và Virika. Tình hình trên các mặt trận Volin và Polisia không có sự thay đổi đáng kể, không có dấu hiệu nào cho thấy các nhóm tấn công của Nga được thành lập tại đây. Lực lượng Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực biên giới với vùng Chernihiv, tiến hành các hoạt động trinh sát và pháo kích. Trong khi đó, lực lượng phòng thủ của Ukraine đang tiếp tục các hoạt động trên mặt trận Kursk. Quan chức Ukraine cho biết Nga đã triển khai hàng loạt hệ thống phòng không, bao gồm S-500, S-400, S-300, pantsir CS-1 để bảo vệ cầu Crimea. Người phát ngôn của Hải quân Ukraine Dmytro Pelenchuk trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình cho biết, Nga đang sử dụng tất cả các hệ thống phòng không tầm xa và tầm ngắn hiện có để bảo vệ cầu Crimea. Chúng bao gồm S-300, S-400, S-500 và Pantsir. Theo ông Dmytro Pelenchuk, ngoài tăng cường hệ thống phòng không, Nga cũng xây dựng một công trình gần cầu Krem. Ông lưu ý rằng chưa rõ mục đích của công trình mới xây dựng, nhưng điều này cho thấy nga ngày càng lo ngại trước cuộc tấn công tiềm tàng. Trước đó, cuối tháng 8, truyền thông Ukraine đưa tin việc nga triển khai hệ thống phòng không Pantsir-S1 trên cầu Krem để tăng cường khả năng phòng thủ tại khu vực này. Cầu Krem đóng vai trò là tuyến hậu cần quan trọng cho lực lượng quân sự nga và là tuyến đường bộ duy nhất nối lãnh thổ nga với bán đảo Krem. Cây cầu nói trên được hoàn thành vào năm 2018, 4 năm sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào cây cầu này. Vào hồi tháng 10 năm 2022, cây cầu đã bị hư hại do một vụ đánh bom xe mà chính quyền Nga tuyên bố là do Ukraine tiến hành. Vào tháng 7 năm 2023, cây cầu đã bị một xuồng không người lái của Ukraine đâm trúng. Hơn 3 tuần sau cuộc đột kích vùng biên giới Kursk của Nga, Ukraine vẫn chưa chắc chắn về lợi ích chiến lược của hơn 1.000 km vuông lãnh thổ mà họ đã giành quyền kiểm soát ở khu vực này. Đây là một canh bạc lớn với Ukraine khi họ phải điều động ước tính 10.000 quân đến Kursk giữa lúc căng thẳng về nguồn nhân lực. Bất chấp kêu gọi của Kiev, các thành viên NATO đến nay vẫn cấm Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Anh và Mỹ chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow và hệ thống tác chiến lục quân ATACMS để tấn công vào lãnh thổ Nga, mặc dù hai loại vũ khí này đều đã được dùng trong các cuộc tập kích vào bán đảo Crimea. Do lo ngại leo thang xung đột nên các quốc gia NATO chỉ cho phép các đòn trả đũa xuyên biên giới hạn chế. Theo quan điểm của NATO, nếu Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ, Anh, Đức hoặc các chính phủ khác cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga ngoại trừ Crimea, Moscow sẽ coi đó là hành động tuyên chiến và chắc chắn sẽ trả đũa. Nga có thể đáp trả bằng cách tấn công vào lãnh thổ các nước trong liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt hoặc tiến hành một số hình thức tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc đột kích của Ukraine có thể tác động tới cuộc chiến qua những thông điệp được gửi gắm tới NATO về việc nới lỏng hạn chế vũ khí, gạt sang một bên cái gọi là lằn danh đỏ của Nga nếu Ukraine có thể chủ động tấn công và chiếm giữ lãnh thổ Nga bằng các thiết bị do phương Tây cung cấp mà không khiến Nga leo thang thành xung đột với NATO, trong khi việc hạn chế ký sử dụng vũ khí viện trợ tầm xe của phương Tây về cơ bản là vô nghĩa. Ông Matthew Savin, Giám đốc khoa quân sự tại Viện các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh cho biết, cuộc thảo luận mà Ukraine đang tạo ra là tiền tuyến ở bất cứ đâu đều giống nhau, dù là ở phía Bắc hay phía Nam, ở miền Đông Ukraine hay ở trong lãnh thổ Nga việc tiền tuyến dịch chuyển sâu vào lãnh thổ Nga là kết quả của cuộc chiến. Điều này thực sự cho phép Kiev gợi mở những thảo luận về việc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Theo các nhà phân tích, cuộc đột kích vào Kursk cũng là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm phát đi thông điệp Ukraine có khả năng tiến hành các hoạt động phức tạp với một số tài sản quân sự, củng cố vị thế của nước này trên chiến trường bằng cách cho thấy họ có thể chủ động định hình cuộc xung đột. Cả Mỹ và Anh hiện vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với đề nghị nới lỏng hạn chế, cho phép Ukraine dùng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công sâu vào đất Nga. Anh sẽ không thay đổi lập trường. Chúng tôi đã cung cấp viện trợ quân sự để hỗ trợ Ukraine tự vệ trước cuộc tấn công của Nga. Chúng tôi khẳng định rõ thiết bị do Anh cung cấp chỉ nhằm mục đích phòng vệ. Một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết. Tổng thống Ukraine Zelensky công khai chỉ trích cách tiếp cận của Anh trên mạng xã hội X nhưng ông cũng ám chỉ các cuộc đàm phán với anh có thể thay đổi điều này trong suốt cuộc chiến anh đã cho thấy sự lãnh đạo thực thụ trong việc hỗ trợ vũ khí chính trị và xã hội cho ukraine điều này đã cứu được hàng nghìn sinh mạng thể hiện sức mạnh của anh tuy nhiên sự ủng hộ của anh gần đây đã suy giảm ukraine sẽ tìm cách khắc phục vì khả năng chiến đấu tầm xa rất quan trọng đối với chúng tôi ông nói Ông Hamish de Breton-Golden, cựu chỉ huy Trung đoàn Xe tăng Hoàng gia Anh cho rằng quyết định của Anh cấm các cuộc không kích bằng Storm Shadow vào Nga thực sự khó hiểu. Ông lập luận, bất kỳ điều gì thúc đẩy Nga đến bàn đàm phán đều phải được nắm bắt và tận dụng triệt để. Ông Hamish bác bỏ lo ngại về khả năng leo thang xung đột với Nga vì lý do từ lâu Moscow chỉ đưa ra cảnh báo hạt nhân nhưng không hiện thực hóa chúng. Ông Keir cố vấn cấp cao của chương trình Nga và Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Chatham House, cũng chia sẻ quan điểm. Cuộc đột kích Kursk của Ukraine nên được coi là động thái đáp trả các đe dọa hạt nhân của Nga và củng cố lập luận về sự bất khả thi của xung đột hạt nhân. Cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk một lần nữa cũng gây áp lực lên Mỹ. Tuy nhiên, các tuyên bố công khai từ các quan chức Mỹ cho thấy Washington vẫn thận trọng, ít nhất là trong tương lai gần. Phát ngôn viên của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, vào tháng 5, chúng tôi đã cấp phép cho Ukraine sử dụng đạn dược do Mỹ cung cấp để tự vệ trước các cuộc tấn công từ bên kia biên giới. Tuy nhiên, Ukraine chỉ được phép sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ của mình. Đó vẫn là chính sách của chúng tôi. Chính sách này không thay đổi sau so các hoạt động quân sự của Ukraine tại Kursk. Dù chưa có được cái gật đầu từ những nhà viện trợ vũ khí quan trọng như Mỹ, Anh hay Đức, nhưng Ukraine đã giành được thắng lợi về mặt chính trị. Không có sự phản đối công khai nào từ phương Tây đối với việc mở mặt trận mới này. Và thậm chí, cuộc đột kích của Kiev nhận được sự ủng hộ từ nhiều thành viên NATO. Khi họ chứng kiến các cuộc tấn công xuyên biên giới, Ukraine phải có khả năng đáp trả. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Sai nói khi cho rằng cuộc đột kích vào Kursk là cách Kiev đáp trả những cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga những ngày gần đây một số nhà lãnh đạo cao cấp của châu âu cũng đã lên tiếng ủng hộ nới lỏng các hạn chế về vũ khí ông joseph borrell đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của liên minh châu âu eu cho biết việc dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí chống lại quân đội nga sẽ giúp tăng cường khả năng tự vệ của ukraine những vũ khí này sẽ tấn công vào các vị trí mà nga dùng để tiến hành các cuộc tập kích vào lãnh thổ ukraine ông borrell cũng lập luận việc nới lỏng hạn chế sử dụng vũ khí có thể thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình và giảm tổn thất cho ukraine mặt khác ông nhấn mạnh eu không thể bật đèn xanh cho ukraine sử dụng vũ khí do các quốc gia thành viên tài trợ để tấn công tầm xa vào nga bởi vì chính phủ các nước thành viên muốn đưa ra quyết định như vậy một cách độc lập ngoại trưởng thụy điển tobias binchom cũng tuyên bố Thụy Điển chưa bao giờ áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với vũ khí được chuyển giao cho Ukraine và chúng tôi không có ý định làm như vậy vào lúc này. Ông nói thêm rằng các hệ thống vũ khí của Thụy Điển đã góp phần giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng hải quân Nga ở Biển Đen và cho phép Ukraine nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Sự thận trọng của một số nước phương Tây là dễ hiểu, song điều đó không có nghĩa là họ sẽ không vượt lần danh đỏ của Nga một lần nữa. Trong hơn 2 năm qua, Ukraine đã nhiều lần phá bỏ thành công sự do dự của các đồng minh về việc cung cấp vũ khí. Đầu tiên là pháo binh và xe tăng chiến đấu, sau đó là máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa tầm xa như HIMARS và ATACMS. Cho đến tháng 5, việc sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào đất Nga vẫn bị coi là danh giới đỏ đối với chính quyền của Tổng thống Biden, do lo ngại căng thẳng leo thang. Sau đó, khi Nga đột kích vào Kharkov, phương Tây đồng ý để Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga. Trong cuộc đột kích, Ukraine một lần nữa đưa phương Tây vào thế chấp nhận sự đã rồi bằng cách đưa thiết giáp phương Tây vào đất của Nga. Xe bọc thép và xe tăng do Mỹ, Đức và Anh được nhìn thấy băng qua các con đường ở Kursk, trong khi tên lửa phương Tây đánh sập những cây cầu ở Kursk để ngăn chặn quân tiếp viện Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, những khái niệm viển vông về cái gọi là lằn danh đỏ đã sụp đổ trong những ngày gần đây, ở đâu đó gần Suza. Quân đội Ukraine hiện kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kursk, trong đó có thị trấn Suza. Ukraine một lần nữa đã chứng minh các lằn danh đỏ khác nhau mà Nga vạch ra, chủ yếu để khiến phương Tây do dự với những quyết định về cuộc chiến ở Ukraine. Cựu tướng Australia Mick Ryan bình luận. Tổng thống Ukraine mới đây lập luận nếu phương Tây dỡ bỏ tất cả các hạn chế về sử dụng vũ khí trên đất Nga, thì có lẽ Ukraine đã không phải đột kích vào Kursk. Đó là ván cược đầy rủi ro mà Ukraine chấp nhận bởi việc kiểm soát lãnh thổ Nga có thể giúp cải thiện vị thế đàm phán của Kiev, đề phòng kịch bản cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử và buộc Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột theo hướng có lợi cho Nga. Tuy vậy, theo các nhà phân tích, Ukraine phải có bước tiếp theo đối với vùng lãnh thổ này, cũng như quyết định triển khai giai đoạn tiếp theo của cuộc đột kích như thế nào. Ông Jacob Parakilas, trưởng nhóm nghiên cứu quốc phòng tại tổ chức Grand Corporation ở châu Âu, cho biết Nga đang huy động quân đội ở quy mô lớn hơn, đồng thời đặt các tuyến tiếp tế của Ukraine vào tầm ngắm của không quân và pháo binh. Điều này sẽ khiến Kiev khó có thể duy trì được vị thế lâu dài. Chuyên gia Savin cũng giải thích, trước khi tiến hành tấn công Kursk, ý tưởng về việc Ukraine chia cắt lãnh thổ Nga có vẻ khó thực hiện, vì Nga có lợi thế về quân số, khả năng tiếp tế bền bỉ, cũng như các yếu tố khác liên quan tới việc mở rộng tiền tuyến. Nhưng ông vẫn tin vào khả năng của Ukraine trong việc duy trì quyền kiểm soát ở Kursk trong một khoảng thời gian nữa. Bởi trên thực tế, Kiev có vẻ đã trang bị hệ thống phòng không và hiện rất thành thạo trong việc tấn công trực thăng bằng máy bay không người lái FPV. Thêm vào đó, việc thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn ở khu vực Belgorod và Voronezh cũng cho thấy những thành công mới về mặt chiến thuật của quân đội Ukraine. Đáng chú ý, Ukraine cũng tuyên bố đã bắt giữ hàng trăm quân nhân Nga mang lại cho Kiev lá bài thương lượng trao đổi tù binh hoặc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga. Trong lúc chờ đợi phương Tây xét lại lần danh đỏ, Ukraine sẽ phải dựa vào chính mình Tổng thống Zelensky cuối tháng trước cho biết Ukraine vẫn đang phát triển nền công nghiệp quốc phòng và đã tạo ra tên lửa đạn đạo đầu tiên. Ông tuyên bố Ukraine đã lần đầu tiên tấn công mục tiêu quân sự Nga bằng vũ khí mới có tên gọi là Palianitsia. Palianitsia là sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái do Ukraine tự chế. Tên lửa này có tầm bắn lên tới 700 km, có thể vươn tới ít nhất 20 sân bay ở Nga. Palianisa có thể đạt tốc độ tới 500 km h giúp nó khó bị đánh chặn. Tuy nhiên, hiệu quả của Palianisa vẫn chưa được xác thực. Cục diện cuộc chiến do vậy vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu phương Tây có nới lỏng hạn chế vũ khí đối với Kiev hay không. Liệu Ukraine và Nga sẽ dành ưu tiên nguồn lực cho mặt trận nào khi cả hai đều không còn dồi dào nguồn lực sau hơn 2 năm xung đột? Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk thông báo tin tức này trên Facebook và nêu rõ Vekhona Rada, Quốc hội Ukraine đã nhận đơn từ chức của ông Dmytro Kuleba. Đơn từ chức sẽ được xem xét trong phiên họp toàn thể sắp tới. Việc từ chức của Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nằm một phần trong cuộc cải tổ chính phủ rộng lớn hơn ở Kiev khi một số quan chức cấp cao đã hoàn thành thủ tục từ chức trước đó. Vào hôm 3 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết, Phó Thủ tướng phụ trách Hội nhập châu Âu Olga Stefanisia, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Alexan Kamysin, Bộ trưởng Tư pháp Denis Malinsky và Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Ruslan Chiles cũng đồng loạt nộp đơn từ chức. Phó thủ tướng Stefania, người đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch kỳ ép xin gia nhập Liên minh châu Âu và Liên minh quân sự NATO, có thể được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ lớn hơn, kết hợp vai trò cũ của cô và Bộ Tư pháp. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược, Kamisin, là người dẫn đầu nỗ lực của Ukraine nhằm tăng cường sản xuất vũ khí quốc phòng từ UAV tấn công đến tên lửa tầm xa để chống lại Nga, quốc gia có năng lực quân sự vượt trội. Tôi sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng ở một vai trò khác. Ông Kamisin, 40 tuổi, được coi là ngôi sao đang lên trong chính phủ xác nhận trên Telegram. Ông Kamisin được bổ nhiệm vào tháng 3 năm 2023 sau khi xây dựng hình ảnh là người quản lý hiệu quả tuyến đường sắt quốc gia, tuyến đường hậu cần quan trọng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Kể từ khi ông tiếp quản sản xuất quốc phòng, Ukraine sản xuất hàng nghìn UAV tầm xa để tấn công Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 3 tháng 9 đã chấp nhận đơn từ chức của ba bộ trưởng cũng như phó thủ tướng nước này trước đó cùng ngày ông zelensky sa thải phó tránh văn phòng của ông Rostislav suma nhưng không nêu rõ lý do từ đầu mùa hè nhiều nhà lập pháp và giới quan sát từng dự đoán sẽ có những thay đổi lớn trong chính phủ ukraine thủ tướng denis migon đề xuất khả năng tinh giản chính phủ và gộp nhiều danh mục đầu tư thành một bộ ukraine vừa đình chỉ công tác mở cuộc điều tra với ông roman glatky tư lệnh lực lượng vận hành phương tiện không người lái Động thái trên được thực hiện sau cuộc họp của ủy ban an ninh quốc hội Ukraine khi có thông tin gia đình ông Roman Gladyk sinh sống tại Nga. Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine đã đăng thông báo trên nền tảng Telegram cho biết tổng tham mưu trưởng Ukraine Alexander Sytsky quyết định cơ quan an ninh Ukraine SBU sẽ thực hiện điều tra đặc biệt đối với ông Roman Gladyk, Tư lệnh lực lượng vận hành phương tiện không người lái USF. Lực lượng vận hành phương tiện không người lái USF được tách thành một nhánh quân đội riêng biệt vào tháng 2 năm 2024. Ông Gladky, vốn là sĩ quan quân đội chuyên nghiệp, đã được giao nhiệm vụ lập kế hoạch cho USF từ tháng 8 vừa qua. Ông Gladky bị đình chỉ công tác trong thời gian thanh tra, Bộ Tổng tham mưu cho biết thêm. Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin vợ của ông Gladky có hộ chiếu Nga và đã cư trú tại bán đảo Crimea sau khi bán đảo này sát nhập về Nga năm 2014. Cũng theo báo chí Ukraine, con gái ông Gladky từng tham gia cuộc thị bôi lội dưới cửa Nga. Chính quyền Kiev coi Crimea là vùng đất bị chiếm đóng bất hợp pháp và cấm hoạt động đi lại đến bán đảo này. Một số blogger quân sự nổi tiếng đã chỉ trích việc bổ nhiệm ông Gladky, trong đó có blogger chỉ trích ông này không có kinh nghiệm liên quan đến máy bay không người lái. Thậm chí blogger và nhà hoạt động nổi tiếng Sergey Stanenko còn chỉ trích ông Gladky được bổ nhiệm để phá hủy USF từ nội bộ việc đình chỉ chức vụ lãnh đạo lực lượng USF diễn ra trong bối cảnh chính phủ đang cải tổ nhân sự. Cách đó một ngày, nhà lãnh đạo Ukraine Yudasky đã sa thải phó tránh văn phòng tổng thống và chấp nhận đơn từ chức của ba bộ trưởng, hai phó thủ tướng. Theo truyền thông Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba cũng có thể sẽ sớm bị thay thế. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!